thánh thiện. Là đã lỡ dở rồi. Chứ mà chú Hai mà nói trước cái điều đó thì Thiến biết là cô Hà Johnny này Thiến không bao giờ làm gì cả nhà. Thì ngày hôm qua Thiến có phát trực tiếp thì Thiến có điện cho chú Hai thì chú Hai không máy. Thì hôm nay thì Thiến muốn làm sáng tỏ ra cái điều này thì chú Hai đã lên tiếng, đã nói. Thì chú Hai nói là trên clip của cái người bạn đó đó, thì cái người em đó nhỏ tuổi hơn Thiến nhiều, thì cứ người em cứ khăng khăng là nói ai kết nối với chú. Thì chú Hai nói là chú Hai thằng Tiến kết nối đó, thật sự Tiến không kết nối nha. Khi nào mà kết nối là Tiến quay chú Hai và cô Hà Johnny đó đó. Cái đây là ông đang thoái thác trách nhiệm chứ không phải là kết nối không kết nối. Ở đây mấu chốt vấn đề cũng là chỗ ông mà ra đó. Ông không dựng lên phim là làm sao người ta biết người ta tìm tới nhau? Khi người ta tìm tới nhau ít ra ông phải là người gọi là cửa giữa. Ông nói bây giờ muốn gì là tuân thủ cuộc chơi này đó, lên hình lên ảnh đi, rồi được là cho gặp, còn không được thì thôi. Ông ngay các cái sự ràng buộc ngay từ đầu, làm gì người ta có cái câu chuyện mà người ta lạm dụng cái kênh của ông để người ta trở thành một cái sân chơi lừa gạt. Do bản thân ông không có một cái sự rõ ràng, người ta điện qua người ta xin số là ông cũng là tùy tiện, biết cái người kia có chịu không mà cho. Thì tôi hỏi quý vị, cái này có phải là mai mối hay là môi giới? Mình phải hiểu cho rõ nha. Mai mối nó khác, mai mối là đúng bài bản đó. Ai mà xem gọi là cái chương trình mà hẹn hò đó, tôi nghĩ là người ta gọi là biết hết trơn. Mai mối như vậy đó. Nam nữ hẹn gặp nhau công khai như vậy đó, rồi được hay không qua cái nhìn đầu tiên, rồi đó để cho người ta tự tìm hiểu. Còn đằng này nó thật sự mày đưa số cho người ta để người ta tự tìm hiểu, có nghĩa là mày đã vô trách nhiệm. Mày vô trách nhiệm, chứ không phải là bây giờ nó thật sự, không phải là mày đi mày bảo rằng trời ơi kết hợp với nhau có nói tôi đâu mà tôi biết. Mày không là cái trung tâm, mày không là một trong những cái nơi mà giới thiệu như vậy thì có biết đâu mà gặp nhau. Cũng do mày mà ra chứ ai, do mày thật sự mày dựng lớn, rồi mày đưa số. Rồi khi mà thật sự nó gọi là nó quèo nhau được thì nó dễ gì mà nó nhớ tới mày. Đấy không? Mình không dựng lên những tấm phim như vậy thì nó thật sự ai đâu biết là bà Lệ là bà nào bị lường gạt. Ít ra ông làm mai đó thì ông phải có một cuộc chơi đó. Nhưng đằng này tôi thấy các ông làm mai ít mà các ông làm gọi là mối lái nhiều. Đây là giống như mối lái đó. Đấy không? Tiếng anh thấy là cái con đấy nó đẹp đó. Cho anh xin số điện thoại đi, anh lì xì cho dài đầm, cho không? Hên xui à. Đấy. Tôi nói cái ông khói mà anh còn nhận 1,2 triệu cái máy ông kia, tôi không biết anh có nhận hay không nha. Giờ tôi chưa tìm hiểu. Nhưng tôi nói thật sự rằng đó, cái 200 ngàn của ông khói anh còn ngửa tay anh nhận. Thì đừng có nói câu chuyện, bây giờ tôi cho anh 500. Anh đưa tôi xin số điện thoại của cô A, cô B đấy, anh có cho hay không? Cho liền đi, không cho chấp cả mày chứ miễn sao thật sự có kẹo lụm thôi chứ mất gì mà không lụm. 200 ngàn còn lụm mà cái 500 ngàn không lụm hả? Chờ lên xe xuống cổ ngon lành, đi xe 4 chỗ vậy, nghe bà Lợi bà kể mà tôi cười ứa luôn. Đi xe 4 chỗ ngửa tay nhận 200 ngàn của ông khoái rồi bỏ túi chờ ra xe đi về như là một cái gọi là một cái danh nhân thứ thiệt. Trời đất, đầu là lúc nào cũng lăn quán luôn. Đầu lúc nào cũng lăn quán luôn. Áo quần bảnh bao, mày râu thì nhẵn nhụi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi. Sao đâu mà cái cách làm mai các ông thấy nó sạch cái mùi giống như là các ông là những trung tâm môi giới. Tôi cũng mong rằng công an vào cuộc những cái gọi là cái kênh mà kết nối như thế này. Nó sạch cái mùi là gọi là môi giới tình dục chứ không còn là cái là kết nối tình duyên nữa. Đúng không? Ông cụ bà lão gặp nhau rồi về gọi là động phần qua chút tựa lưa hạt mê như vậy đó, rồi cũng là xảy ra rất nhiều cái hậu quả.
Các ông nghĩ các ông có cái tên rồi, các ông thật sự các ông muốn làm trò gì các ông làm. Để dựng lên sao dựng trời giấy đó mà nói như đàng hoàng lắm. Em là một trong những người đàng hoàng tử tế. Em không có nhận tiền, em hứa luôn không nhận tiền. Là diễn ra buổi tiệc nào đó mới gọi là kết nối. Còn này tiếng chỉ cho số, hai người âm thầm đã đến với nhau nhưng tiếng không biết chuyện gì hết. Khi mà con chú hai điện cho tiếng kêu giúp chú á, thì làm sao giúp đây cả nhà? Tiếng không biết chuyện gì đang xảy ra, giúp chú nào đây? Đó là anh vô trách nhiệm với là nhân vật anh dựng lên. Cái người anh dựng lên là thật sự người ta mới biết, người ta liên lạc với anh, người ta xin số chứ. Anh không dựng nhân vật nó lên, biết nhân vật ở đâu mà người ta xin số. Thì tôi hỏi trách nhiệm của ai? Anh đừng có nghĩ thật sự nghe cái chỗ mà vừa rồi bà Hằng bà lên, bà gọi là bà chia sẻ với một cái người mà đi tù cùng với bà. Chia bài không đó, chia bài không cũng bị 2 năm. Đừng có nói tôi không liên quan. Mày không chia bài làm sao người ta đánh bài? Đấy không? Mày có chia bài người ta mới đánh bài chứ. Mày có kết nối, mày có cho số người ta mới làm loạn lên chứ. Mày không cho số đi thì dễ gì mà ông Khoái không biết được bà đấy là ở đâu. Mày không cho số thì dễ gì mà thật sự ông Khoái gặp được bà Lệ, bà Hà. Đấy mà các ông gọi là kết nối tình duyên đó hả? Trời sao thấy nó lạ lạ đó. Lạ giống như là những cái trang web đen đó quý vị. Y xì mấy trang web đen. Nó lên nó để toàn hình các em ở mức rập luôn đó. Để mã số luôn. Nó lên cái nền tảng TikTok nó quảng cáo đó. Vô trang đấy để xem sẽ chọn được một em ưng ý. Thì vô đấy thật sự quý vị là cái như là có số điện thoại đó liên lạc qua là cái là lụm kẹo thôi đâu. Thì cái này nó khác nhau gì so với là những trang web đen như vậy? Nó có khác không? Tôi thấy giống y xịt. Ông Hai Sạm, ông thấy bà Lệ, ông thích, ông muốn lụm bả thì thật sự ông liên lạc thằng này. Thằng này đưa số điện thoại rồi lụm sau lụm, đừng để tôi hậu quả là được. Đúng không? Tránh trường là như vậy, mục đích cũng là như vậy. Khi người ta liên lạc qua thấy bà Lệ là cũng được, thôi làm mai cho anh, làm mai cho chú. Thì thôi chú đặt lịch đi, rồi chú là cái bà Lệ hẹn ngày lên sóng. Để cho ba mẹ một lời, đấy mới là công tâm chứ. Mày công tâm cái gì mà dùng số điện thoại người ta qua sau lưng rồi để người ta tự tìm hiểu công tâm cái gì. Đấy. Rồi bây giờ anh lên anh phủ trách nhiệm. Em đâu có đâu, trợ người ta tự tìm hiểu nói em đâu có gì, mày không có gì mà dám chắc không? Bây giờ tao mày chung với kèo nè. Nếu mà vụ này nếu vụ này bà Lệ bà có dấu hiệu lừa đảo mà ông Hai Phạm ông kiện, tao hỏi thằng tiếng mày có liên đới hay không, tao hỏi một câu như vậy. Đây là bây giờ nó thật sự theo luật hết chứ, mày đừng có lên mà nói mà dẫn dắt một số bà con bảo rằng em không có sao hết trơn. Bây giờ bà Lệ bà Hà đó bà có dấu hiệu lừa đảo. Bây giờ ông Hai Phạm ông kiện đó. Rồi tao hỏi mày có liên đới không, tao hỏi một câu nhẹ thôi. Tao thấy tướng mày cũng là sạch sẽ, tướng mày cũng là thật sự lên không gian mạng cũng là thật sự cũng ngon lành cành đào đó. Bây giờ anh hỏi một câu nhẹ này, mày có liên đới hay không? Anh cứ anh chơi kiểu anh chơi tréo văn ngỗng như vậy. Đây là thật sự các anh đang có cái dấu hiệu trá hình. Tôi nói thật sự không có người thưa các anh, có người thưa các anh cũng mộ nội, các anh đợi cho khô đó. Các anh đừng có chơi kiểu mà thật sự. Các anh có nhận tiền đó, rồi các anh có gọi là đưa người qua lại thì thật sự nhiều đấy. Không ai đi tìm hạnh phúc mà kiểu như vậy hết trơn trọi quý vị. Chẳng qua bây giờ nó mượn cái gọi là cái câu từ. Nó mượn cái câu từ mà cái như bây giờ là gọi là kết nối tình duyên. Nó mượn cái kết nối tình duyên để mà nó gọi là nó hoạt động gọi là cái như là môi giới tình dục một cách gọi là trá hình. Ai đã kết nối tình duyên, người ta đã kết nối tình duyên, người ta về cũng phải là ít ra anh ở được cũng là được đôi ba tháng. Mẹ kết nối tình duyên gì mà thật sự giờ ở có 15 ngày ông quốc tới 16 điếu cuốn quần chạy chết ông nậu luôn, còn nhập viện cấp cứu nữa.
ông cách đưa 1,2 triệu vậy mà đây là cái dấu hiệu rõ ràng rồi, kết nối tình duyên ở chỗ nào? Thằng Tiến ngày mai mày lên mày 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 chứng minh đi, mày không nhận tiền đấy. Tôi cái này cũng là một trong những cái mà nan ná gọi là đi gọi là môi giới thôi. Tôi thì thật sự tôi không có nghĩ đây là kết nối tình duyên kiểu này. Kết nối tình duyên là một trong những cái thật sự cái hạnh phúc lâu dài của một con người. Ít ra nó cũng phải là phù hợp theo cái thuần phong mỹ tục, cái đạo đức một con người. Ai đâu mà kết nối tình duyên, ông nội tôi thật sự giống như là bây giờ chơi kiểu mà chữa cháy thôi chứ ai chơi. Giờ chơi giống chữa cháy quá vậy. Đó, buồn ở lên gặp anh Tiến xong nữa một cái là thật sự có hàng mới liền. Đó anh Tiến. Nó cứ buồn nhặt miệng lên gặp anh Tiến một cái là có hàng mới. Đó, rồi bay tới không bao kể, bay ta không quan trọng. Trời đất, anh vô trách nhiệm với công việc anh làm chứ nói gì kỳ. Đó không? Đó. Anh do anh đậm tới mấy anh em ngồi ở nhà trong đó có tôi. À, chắc anh cũng chặt đầu tôi anh vô thằng đây nó cũng rắn rồi nó cũng ngồi ở nhà thôi để thật sự anh lên anh cũng có những cái mà chia sẻ cho bà con hiểu rõ là bản chất của anh có phải là kết nối tình duyên hay không. À, tào lao khi đó hai người âm thầm đã đến với nhau không báo cho Tiến biết một lời nào hết, cũng không khi mà chia tay cũng không nói nữa, thì làm sao Tiến biết chuyện gì? Thì Tiến cứ tưởng là cô Hà cho đi này là chưa có ai kết nối, thì cô chú anh em nghĩ đi, khi mà lên kết nối thì người ta xin số mình phải cho, người ta muốn đi tới vào cái hoàn cảnh đó để tìm hiểu hơn thì mình phải cho chứ không lẽ mình không cho đó. Thì cái câu nói của chú Hai đó nói không rõ ràng, bởi vì nhiều người hiểu lầm Tiến là Tiến kết nối, thằng Tiến này nó làm tào lao. Không, em làm tào lao đó, em càng nói em càng tào lao đó. Em là một thằng ông mai mà vô trách nhiệm đó. Anh nói nè, chứ không có ai nói trên trời. Ông đi cấp nói chắc anh ông có sân chơi, có nghĩa là ông có sân chơi của ông là cái nền tảng YouTube của ông. Đó. Ông dựng người A lên, người B ở đâu đó người ta nhìn thấy người A như vậy. Tôi ví dụ cái bà Thu Hà này, bà lên ông Hai Phạm, ông nhìn thấy bà Thu Hà ông ghiền. À, bắt đầu ông điện qua Tiến, Tiến ơi, anh muốn kết nối bà này, em xem có ai kết nối hay chưa. Nếu chưa cho thì anh lên lịch. Thì các ông phải có nhiệm vụ, các ông hẹn, sân chơi này là các ông tổ chức. Các ông hẹn hai người, gặp nhau mà gặp nhau trên ống kính các ông đó. Cho các ông đừng cho số. Các ông nếu như có thể, các ông chụp hình của đối phương gửi qua lại với nhau thôi. Bây giờ đó chụp hình ra gửi qua lại với nhau xem đây, xem cái mặt thế này cảm thấy ổn hay không. Nếu ổn một cách nói, còn không ổn tìm người khác. Nhiều lúc nam chịu nữ mà nữ không chịu nam. Đấy. Hoặc là ý ra là ông phải là làm riêng cho ông Hai Phạm một cái clip đó, để ông Hai Phạm lên ông trình bày cái nguyện vọng của ông là muốn bà Thu Hà. Bà Thu Hà bà xem cái clip như vậy rồi hẹn nhau là các ông phải là 2-3 mạch một lời. Chứ các ông mà đi dục số vậy là các ông đang có dấu hiệu môi giới tình dục. Các ông không phải là đi gọi kết nối tình duyên. Tôi nói đó, ông Tiến, ông ngoan đó, thì ông lập đi bàn đi. Các ông làm kiểu thế này, các ông đang có dấu hiệu là môi giới tình dục. Nghe không? Các ông đang sai đó. Chứ các ông đừng có nghĩ rằng bây giờ các ông đang đúng. Các ông đừng có nghĩ rằng bây giờ là cái như là tôi chỉ nhiệm vụ cho số thôi. Mày đang môi giới rõ ràng cho số chỗ nào? Đấy. Cái để cho hai người thật sự người ta gặp trên sóng của mày đấy, ok rồi tự người ta tìm hiểu. Mắc gì mày lại là dục số cho ông Hai Phạm? Rồi bây giờ Hai Phạm bị người ta lừa, bị người ta lừa 30 triệu. Rồi ông điện qua cho mày mà nói mày không có trách nhiệm. Tao nói mày có trách nhiệm trong đó đó. Bây giờ ông Hai Phạm đó, nếu như mà giả dụ như bây giờ nha, bà Thu Hà đó, bà đang có dấu hiệu là lừa gạt ông, nha, lừa gạt để mà lấy tiền ông. Ông có quyền ông làm đơn, ông khiếu nại, ông kiện,
ông trình bày cái nội dung câu chuyện vô, lôi đầu thằng Tiến vô, thằng Tiến sẽ chịu trách nhiệm cho ông vấn đề này. Ông an tâm đi, mày đừng nói mày không có trách nhiệm. Tào lao giống như trường hợp này là thằng Tiến không có trách nhiệm cái gì. Bây giờ thâu, bây giờ nó ba mạch một lời như vậy, ba mạch lời anh chị tự cho số với nhau, tự kết nối, cho tìm hiểu khoảng một thời gian, một tuần, ok thì lên lại kết nối để gọi là gọi là chốt kèo, còn không ok thì thôi. Đằng này ông dục cái số điện thoại của người ta như vậy, ông nghĩ ông có cái kênh rồi ông lên đó ông lấy số người ta như thế, rồi ông muốn cho ai ông cho hả? Giờ tôi hỏi rằng ông cho ông Hai Phạm được thì ông cho người khác cũng được không? Đó không? Nhiều lúc một số bà lệ đó mà 246357 mà ông cho từ lưa ai biết. Đó không? 246 là bà dành cho Hai Phạm. 357 là dành cho ông nội khác nữa. Ông là một trong những người ông nắm số người ta mà muốn cho ai ông cho chứ. Ông làm như vậy thì người ta phải suy nghĩ thôi. Người ta nghi ngờ ông là đang môi giới thôi. Ông trách cái gì? Tôi ghét kiểu mà lên gọi là quy chụp là mấy thằng ngồi ở nhà mà rắn chuyện đó. Ông nội mày, tao đâu có rắn. Tao nói mày cũng thở hơi ngang với rắn chỗ nào. What the? Kênh này có nhiều anh YouTube cũng nói lên nói là thằng này nó làm đó giờ có cái hồn gì. Cô chú anh chị em nghĩ về Tiến có làm sai chỗ nào không? Mà em cũng sẵn lên tim luôn các anh nè. Các anh ơi, mình cũng làm chung nghề không à. Tiến hồi đó giờ chưa bao giờ đụng chạm đến ai. Tiến cũng giờ chưa nói xấu một kinh nào hết đó. Mấy anh á làm, muốn làm cái video tạo riêng của mình đi chứ tao nói mày làm mà đều làm một điều tử tế đi, không ai mà thật sự, không ai mà moi móc mày ra hết trơn đó. Xã hội mà cưng, em đưa lên không gian mạng mất gì em được quyền đưa mà không cho người ta bình luận, đúng không? Em đưa lên không gian mạng em bịp bợm cộng đồng được, mà em không cho cộng đồng mạng để mà phê bình phản biện em là cái chuyện này tào lao đó. Cùng làm nghề YouTube cho người ta đâu có cùng cái tư tưởng của em, đúng không? YouTube là một cái nền tảng đó, còn mọi người sẽ có một hướng đi riêng. Cả chính người đã mười ý rồi, ý em nó khác. Ý em là bây giờ em 200.000 đó là em cho rằng đây là một cái số tiền lớn. Em lấy em bỏ túi rồi em ra em đi xe bốn chỗ nó oi như con cóc đó. Nhưng với chúng anh là nó khác. Những người mà ngồi ở nhà chúng anh là thật sự người ta xem nhẹ cái gọi là cái đồng tiền của bá gia bá tánh đó. Người ta trọng những cái mà mồ hôi nước mắt mình làm ra bằng những đồng tiền chân chính, em hiểu không? Còn đằng này thật sự nhìn cái tướng em nó cũng đẹp trai, cũng phong độ chết mẹ luôn, mà thật sự đi ngửa tay cầm 200.000 có là một ông già trợ nhát túi đi ra xe bốn chỗ đi trợ ôi như cấp quá vậy. Tôi nghe bà lệ bà kể tới đây là thật sự quý vị tôi rụng rời qua lá luôn. Trời, thằng Tiến sông nước mà đến là bánh bèo nhèo như vậy sao ta? Đi xe bốn chỗ luôn quý vị, đi xe mà thật sự giày láng quán luôn. Bà nói trời ơi, nó mang giày láng lắm, nó mang giày mà rùi đậu vô là nghỉ chân đó, mà nó nhận 200.000 của người ta đó mà chơi mà thật sự cho nợ. Anh cho nợ bằng chứng là qua một tuần sau ông khoái chuyển cho nó thêm 1 triệu nữa. Có nghĩa chỗ thằng Tiến sông nước là nó có cho nợ, mai mối tình duyên có cho nợ. Anh ăn đồng tiền YouTube của người ta, anh sử dụng hình ảnh của người ta mà anh còn ăn cái đồng tiền mai mối nữa. Anh gọi anh ăn tức là 2-3 mang luôn. Nhiều lúc anh, nhiều lúc mà thật sự người ta mà thấy anh đi mà cực khổ vậy, người ta cho tiền anh có nhận không? Cũng nhận chứ, cũng nhiều mang chứ đâu phải ít đâu. Tử tế giữ không Tiến? Mình lên mình đừng bao giờ mà thật sự đó, thà mình không, chưa bao giờ mình nhận tiền của ai hết trơn á, thì mình lên mình nói mặt may ra mình thoát cái cháu. Cái con đã nhận rồi thâu bãi Tiến ơi, thật sự nhận mà nhận mấy cái này nó bèo lắm em. Anh mà anh cái này hôi lông cả lớn rồi, anh mấy này hôi lông 200.000 mà thật sự mày cũng ngửa tay mà nhận hết bèo nhau giúp giữ chưa. Ê, bà con nghe thằng Tiến nói như vậy bà con nghe sốc không? Chờ các anh đừng có nói đề tài của em, đề tài của em mà chuẩn không ai nói đâu.
Hôm nay anh chính thức anh nói đề tài của em. Em làm cái trường hợp nào anh móc đề tài đó anh nói. Anh thức dậy. Ừ. Đúng rồi, anh ít khôi lâm đúng nào đó. Anh có nhiều luôn, anh có 200 ngàn, anh khôi lâm. Anh mang tiếp. Mà thà nó đi xe đạp quá vậy. Thà nó đi xe đạp hoặc nó chống cây gậy nó đi như bà Lệ thì nó cầm 200 ngàn thật sự mình không có nói nha. Nó đi mà cái lưng gọi là cong cong cong, vừa đi vừa vỗ vỗ cái lưng như thật sự như bà Lệ chống thêm cây gậy nữa. Là thật sự nó anh 50 ngàn tôi cũng không có nói. Nhưng đằng này thật sự nhìn cái tướng cũng là mày râu thì không biết có nhẫn nhụi không, áo quần cũng bảnh bao chát. Thế vậy đó quý vị, vậy mà ra gọi đi ô tô mà nhận người ta có 200 ngàn vậy bỏ túi ngon ơ, trời đất. Nghe nó cũng hài hài đúng không? Yeah. Nghe có nhiều cái nó cũng ly kỳ chứ. Tự hào với sợ. Có ngồi ở nhà mà nghe thông tin lóng thoáng rồi nói tầm bậy tầm bạ, nói khác người, nói không đúng sự thật người khác rất là tội với mình. Mình làm YouTube mình nói mà mình nói là mình người tốt hả? Mình người tốt cho nào đâu? Mình anh lật mặt em ra là tốt đâu, đó không? Đó. Anh hỏi một tiếng nè, là cái lý do gì anh hỏi em nghe cái lý do gì đó? Cái lý do gì mà em hăm dọa bà Lệ, không cho bà Lệ lên để tìm một số kênh YouTube để mà phân bua phân minh? Em hăm dọa bà em nói sao? Em bảo rằng đó là đừng có lên trên không gian mạng nữa mà nhục. Mà bà đâu còn gì nữa mà nhục quý vị. Bà Lệ bà nói thẳng luôn, tao còn gì nữa đâu mà nhục. Tao vừa tao làm vợ 15 ngày ông quốc cái 16 điếu là tao gọi là tao đi cấp cứu rồi, tao cũng đã nói với người ta rồi. Cái đó là cái nhục nhất mà tao cũng đã nói được rồi, thì tao còn cái gì nữa đó mà nhục hết. Đó không? Anh chơi kiểu mà anh chơi đi hăm dọa người ta nè. Anh muốn bịt miệng người ta. Có không tiếng? Mà chơi kiểu mà chơi cũng kỳ chứ. Mình làm tử tế thì ai nói mình? Ai cho rằng là ai bảo mày là những anh em nó ngồi ở nhà nó không có làm việc ý nghĩa? Thế mày mà tao cho mày nói lại đó à, mày cứ cho rằng anh em ở ngoài ở nhà không làm việc một cái gì ý nghĩa, chợ nhiều việc ý nghĩa lắm chứ sao mày nghĩ không có, chứ do mày nghĩ thiển cận chứ. Anh thấy bản thân anh tự hào chết bà nậu luôn, đúng không? Bản thân anh cũng tự hào, chợ anh cũng xây dựng cho xã hội, cũng đóng góp cho xã hội đất nước đó. Thuế cũng điều điều vậy, tại sao là không làm việc ý nghĩa? Không làm việc mà ngồi mà móc mày như thế này, view này sao sắp. Đấy. Do các ông làm bậy. Các ông làm bậy rồi bây giờ người ta móc lên là thật sự nó động tới gọi là cái lông mạch các ông đó. Rồi các ông nhảy cẩn lên. Các ông ảo tưởng, các ông cho là các ông là người tử tế. Không có thằng nào tử tế mà đi làm cái trò kết nối tình duyên theo cái cách rùi bu như vậy. Yeah. Mày cũng đã từng dựng lên những đại gia gọi là đại gia mà cái như là sơn xét sơn đồ nó cũng từ lưa chứ đâu phải là ít đâu. Cũng từng dựng lên những đại gia như vậy. Rồi cuối cùng đổ bể ra lũ bay có lên tiếng xin lỗi cộng đồng hay không? Mà lũ bay cho rằng lũ bay tử tế, lũ bay đang đi phá hội xã hội. Nha, bay đang đi phá hội xã hội. Những anh em mà nó bóc trần cái sự thật chúng bay đó là để cho bà con họ tỉnh, để cho họ hiểu à, cái gọi là cái dối trá lọc lừa nó nằm ở đâu, cái chiêu trò thủ thuật các ông nó nằm ở chỗ nào. Chứ còn mà người ta mà thật sự đi mà đi móc các ông mà view thế này, thật sự vợ con các ăn cám hả, uống nước lã sống hả mày, sao mà biết rằng người ta ngồi ở nhà? Người ta có những công việc mà chúng mày cỡ trình độ chúng mày không hiểu được. Cho nên người ta có những cái gọi là cái hướng nhìn. Vì sao người ta có va chạm thực tế ở xã hội, người ta mới dám lên để đối đầu với những cái chiêu trò của lũ bay như vậy. Chứ còn người ta không có va chạm xã hội, thật sự không dám đối đầu với chúng bay, đúng không?
bay cái bay lên cộng đồng mạng, cái ôm cái kênh YouTube, trời ơi, cứ nghĩ đây là báu vật á, ở đây là nghĩ cần câu cơm á, câu bất chấp. Cộng đồng lên tiếng cho rằng trời ơi, các anh đừng có ngồi ở nhà, các anh rảnh. Trời, không rảnh là sao được, phải rảnh. Ban ngày đi làm chết mẹ rồi, tối ngày bây giờ thật sự tối cũng phải lên giao lưu chút chứ, cũng phải moi móc ra cho nó sinh tụ chứ. Chứ ban ngày đi làm rồi mà nghĩ sao ban đêm mà bác đi làm nữa mày. Thế tao làm ngày gọi là cái thật sự mà cái nhân là 8-9 tiếng rồi. Tối tối cho tao nghỉ chút, tao lên tao giao lưu với bà con bạn bè chút. Vậy mà lên giao lưu móc cái câu chuyện đó ra, bảo trời các anh thật sự các anh rảnh quá, các anh không có việc làm, các anh ngồi ở nhà đâu, các anh môi đầu này, các anh móc đầu kia, mày làm trò hôi long không. Anh mà cả 200.000 cũng thật sự là móc ra bỏ túi. Vậy mà lên tử tế, trời ơi, em làm việc tử tế ý nghĩa quá trời. Làm YouTube đã nên chửi ông già bà cả, đáng cha đáng chú mà manh nói làm anh tốt tốt cái nào manh có. Mấy ông già bà cả đấy là người ta không có nết, em hiểu không? Nó làm mất đi cái thuần phong mỹ tục đó, là buộc cộng đồng phải lên án thôi. Đây là nguyên cả cộng đồng. Còn một số kênh YouTube chẳng qua là đại diện cho cái số đông của cộng đồng. Thế mày nghĩ sao thật sự cái bà đáng bà ngoại mày như vậy? Bà đi còn không nổi đâu, mà lũ bay còn kết nối tình duyên. Tao nói mà may á, vừa rồi bà Lệ đó, bà mà bà mất mạng với ông Khói là mày cũng liên đới đó. Nghe không? Bà già bà đi không nổi rồi, bà đi là lưng cầm chống gậy đi rồi, mày gọi là mày đi làm may tào lao đó mà. Mày có hiểu không? Mày có hiểu thế nào là xây dựng hạnh phúc không? Thế nào là thuần phong mỹ tục? Thế nào là đạo đức của một con người hay không? Ủa lên làm trật cười cho thiên hạ như vậy. Mày có con không Tiến? Mày có vợ không? Mày cũng có gia đình đó, cũng có cha có mẹ vậy, đúng không? Các ông đang lợi dụng vào những cái ông cụ bà lão này à, các ông không dành cho người ta lời khuyên, các ông cũng là quay lên để các ông gọi là kiếm cơm trong hình ảnh của họ mà một cách bất chấp. Thì đạo đức các ông không có thì phải có những người như chúng tôi à, để mà gọi là lên gọi là nó phải là đối trọng lại. Thế còn bây giờ cái thả lỏng các ông, bây giờ các ông chờ các anh tìm đề tài khác đây, tao không thích. Cháu vậy không thích tìm đề tài khác, cứ là thấy tiếng sông nước đi đâu là mình quằn quằn theo đó, là mình hốt thông. Đi tìm đề tài khác, người ta không có muốn, không có nhu cầu bắt người ta tìm đề tài khác, sao người ta tìm. Thích lên các ông làm bậy là tôi hốt vậy. Thích cháu vậy đó, cái cục đời này, cái vui nhất là chỗ đó gì. Cháu kiểu mèo dờn chuột này nó mất sướng. Trời, anh lên anh bảo rằng khuyên một câu, mày khuyên mày áp đặt vậy. Cái tìm chuyện khác đấy, trời đất. Các ông làm như mèo mửa mà bây giờ tìm chuyện khác hả? Nó lên như thật sự vì nó là một trong những người mà đúng hoàn toàn của gì, không có sai một cái gì hết trơn đó. Ê. Còn khuyên người ta nữa, trời ơi, các ông mà thật sự các ông làm tử tế, ai đâu lên tiếng các ông làm gì? Ở như bản thân tôi thật sự cũng vậy. Mình đâu có gọi là ai mình cũng bươi đâu quý vị. Có nhiều người họ làm tốt thì mình cũng là dành cho họ lời khen, xã hội mà. Còn có nhiều người họ làm như mèo mửa thì mình cũng phải nên mà có những cái gọi là cái chấn chỉnh ngay. Trên không gian mạng thì con cháu mình nó gọi là tiếp cận hàng ngày hàng giờ như vậy, biết đâu nó loàn loàn lọt vô kênh ông Tiến Sông Nước này, nó bắt đầu là thật sự quý vị nó nhìn thấy mà ông cụ bà lão mà tới nập tới nái kiểu tựa lưa hạt mê này thì trời đất nào mà chịu nổi. Do các ông là đem những cái văn hóa tào lao đó, ông bà xưa nói rồi, đẹp thì khoe, xấu thì chê lại. Đằng này các ông lại lợi dụng không gian mạng, các ông đưa những cái xấu, đưa những cái bẩn lên không gian mạng chơi như vậy để các ông kiếm cơm. Các ông đạo đức không? Ông Tiến, ông đạo đức không? Ông đem những hình ảnh của những ông cụ bà lão mà không có một cái gọi là một cái tư cách để đưa lên không gian mạng, các ông câu like, các ông kiếm cơm như vậy, các ông đạo đức dữ không? Đấy, nếu đạo đức thì các ông cứ làm,
các ông thật sự các ông ăn dơ chết mẹ nó, các ông đạo đức đâu ra. Nó lên nói một câu và thật sự mình đã không muốn nói. Nó bắt đầu là cục buộc cái miệng cũng phải lên tiếng hả? Giúp rất cho đại chưa? Đó, tiếng không phải tiếng khoe, tiếng giúp rất là nhiều người. Đó. Đó, còn anh làm được cái gì? Mình mở kênh YouTube ra tối ngày lên coi cái chương trình này nọ, đặng mình lôi ra mình chửi. Đó, mình nói không đúng sự thật. Anh là không nói nhân vật, anh nói thánh chủ cơ là nói mày là được. Anh nói thánh chủ kênh luôn, anh nói chính mày luôn. Biến sông nước à, kênh YouTube là biến sông nước à. Mày làm tử tế dữ không? Mày làm ở đây cũng là cái nồi cơm trả mắm mà thôi. Mày đang gọi là có cái dấu hiệu nha. Biết tao nói mày nghe nè. Mày đang có cái dấu hiệu là đưa những cái văn hóa, đưa những cái văn hóa nó không có đẹp, nó không có tốt lên không gian mạng. Mày đang góp phần à, mày làm cho gọi là nó hoen ố đi, gọi là cái thuần phong mỹ tục đạo đức của một con người. Cũng chính từ những cái đứa bay đó mà cái đạo đức nó mới xuống cấp trầm trọng như vậy. Bay chỉ cần bay đưa lên chương trình để biết chọn lọc đã là một trong những cái nền tảng truyền thông, thì người ta đưa lên là người ta chọn lọc cái gì để nó lan tỏa những cái điều hay lẽ phải. Không ai mà đưa kiểu mà tạp nham như mày đâu biết. Mày đưa thượng vàng hạ cám thì mày cũng đưa. Mày đưa kiểu tàu lao như vậy, những cái lời nói mà thật sự nó tục tiểu của cái bà Lệ ở cái của cái bà gọi là bà Thu Hà. Ê, mày cũng đưa lên. Mà đấy mà mày làm điều tử tế hả? Tử tế do bản thân mày đó. Vì hàng ngày mày tiếp cận những cái văn hóa như vậy, ở trên mày cho rằng đấy là một câu chuyện bình thường. Và khi mày đưa lên những văn hóa mà nó không sạch như vậy, mà cho rằng đây là một cái điều bình thường. Và mày đang làm cái điều tử tế. Tử tế ở đây là dành cho gia đình của mày. Mày đi lao động, mày kiếm tiền, mày gì mà nuôi gia đình của mày như vậy, mày cho rằng tử tế. Nhưng với cộng đồng, với những người như chúng tao, chúng mày đang gọi là tiếp tay để phá hoại đi cái nét đẹp thuần phong mỹ tục. Tử tế chỗ nào đó ra? Không có tử tế. Đừng có ảo tưởng. Tử tế là người ta phải làm cái gì để xây dựng cho quê hương đất nước. Người ta phải tạo công ăn việc làm cho những người khác mới tử tế. Công việc của mình ở sau lưng mình còn cái gọi là cái là bao nhiêu con người để họ còn phụ thuộc theo mình để họ có cái chân cơm manh áo. À, mình đảm bảo được vấn đề như vậy mới là tử tế. Mình đóng thuế cho nhà nước à, bằng chính cái gọi là những cái khoản mà mình cái như là làm ra, đấy mới là tử tế, giúp cho đời, giúp xã hội. Còn chúng mày đang đi phá hoại, chúng mày đang đi làm những cái văn hóa gọi là nó ấu trĩ, không có tử tế, hiểu không? Mày lên mày quơ đũa cả nắm, mày lên mày quơ đũa cả nắm. Mà cho rằng là thật sự những người ngoài ở nhà trong đó thật sự có gì có tôi. Do hàng đêm tôi lên tôi nói biết cái gì nó còn lạ mặt tôi nữa. Nhưng nó cho rằng là thật sự là tôi không tử tế. Mà làm cái trò rùi mu lên làm thật sự không giống ai hết trơn. Mình đưa lên thức phim gì thì mình cũng phải xem cho nó kỹ à, cái nội dung như vậy. Nếu như người đó là người nhà của mình đó, mình đưa lên được hay không? Thật sự quý vị, nếu đấy là người nhà của mình, tiếng dễ gì nó đưa lên quý vị? Dễ gì đưa lên? Mà nó lại đưa người khác lên, mày có đạo đức không? Khi nào mà nếu mà người nhà của mày như vậy mày đưa lên được thì mày đưa người khác lên được. Còn người nhà của mày như vậy mày đưa lên mày sợ mắc cỡ ha. Tao nói đây cách để mày nhìn nhận ra nó dễ. Ở bữa sau là cứ như vậy là làm thôi, không cần nói lại nha. À, khi nào mà cái nhân vật đó mà nó lên mà nó tào lao, nó bèo nhèo như là cái thằng cha khói giờ rồi đó, à, như cái con mẹ Thu Hà giờ rồi đó, à, mà đưa lên nó bèo nhèo như vậy, nó gọi là nó ô dè như vậy, nó gọi là một trong những cái nền văn hóa mà nó hơi sồn sồn mất nết rồi, hiểu không? À, đưa lên như vậy, mày phải ví dụ liền, đây là giống như là cha mẹ mình có đưa hay không? Chắc anh mày không đưa.
và những nhân vật đó cũng vậy. Đưa là nó xấu hổ quá thì không có được. Còn đằng này mà đang lấy hình ảnh của người ta, lấy những cái sự đốn mặt của người đời, những người mà không có tư cách, mà đưa không gian mạng để mà câu like kiếm cơm, mà mày cho rằng mày làm điều tử tế, mày chứng minh mày đi, mày chứng minh rằng cái sự tử tế của mày góp phần phát triển xã hội tao con. Tao có cách tao chứng minh đấy, tao đủ điều kiện tao chứng minh đấy. Tao ngồi ở nhà đó tao đủ điều kiện tao chứng minh là tao có gọi là đóng góp để mà xây dựng và phát triển xã hội. Còn mày đó, mày chứng minh đi. Đó, mày đi cứ cho rằng tao ở nhà cũng được. Đó rồi mày đi đi. Bây giờ mày chứng minh mày có đóng góp cái gì cho xã hội mà cho rằng mày làm việc tử tế. Làm cho rùi bu phân tử tế đàng hoàng. Lên không gian mạng mà chánh chọe. Lên không gian mạng cũng thật sự cũng là lẫm lẫm liệt liệt lắm. Mẹ ra đường nhận 200 ngàn của người ta để đổ xăng. Làm trò mà rùi bu không vậy mà cái lên cái bảo tử tế. Các ông đang có dấu hiệu môi giới cho các ông, không có cái gợi gì là làm mai làm mối cho. Đừng có mượn cái danh từ làm mai để các ông gọi là che giấu. Hiểu không? Làm mai nó phải bài bản đúng nghĩa. Làm mai kiểu làm mai mì ăn liền, tuột quần ra một cái là chồng chồng vợ vợ. Làm mai cái gì mà gấp gãy dữ, tới tiễn chồng là gom thêm cả đồ luôn, vali áo quần gom sạch. Chỉ ai mà nhận một cái là thật sự là về vợ vợ chồng chồng liền. Tôi nói thật sự quý vị, nó còn nhanh gọn lẹ hơn mình ra chợ mình mua một con gà con vịt. Tôi ra chợ mua con gà con vịt còn trả giá quý vị. Còn này này nó đâu cần giá cả gì mà trả. Cái cần là dắt cái bị tới là chỗ tiếng sông nước là cái ngày đó là chắc anh có chồng có vợ. Mối là chỗ đó là một trong những cái gọi là giống ngày xưa ở quê tôi, nó có một cái chợ, cái khu chợ đó người ta để mà kinh doanh gọi là bò heo tất cả mà kiểu gì. Mình có tiền, mình cần mua một con bò, một con trâu để vừa làm sức kéo nông nghiệp. Chỉ cần ra đấy thôi, đi một buổi sáng vừa là chắc ăn là chiều đã có con trâu con bò dẫn vừa liền. Nhanh gọn lẹ như vậy. Và bây giờ chỗ tiếng nó giống như là một cái sân chơi không như vậy. Chỉ cần vợ đó đơn giản gặp anh tiếng xong được. Đơn giản, cần chầm gặp anh tiếng xong được. Bà con thấy ngày xưa không? Chỗ mà cái ông gọi đại gia sơn xếp mà ông chỉ ông ngồi một chỗ thôi mà nhiều bà bu ông như rùi luôn. Trời đất, từ cái bà mà Bình Thuận bà gọi là bà cũng là đi phải là vội vội vàng vàng phải đi trong đêm. Để cho nó kịp chuyến xe, để kịp cái giờ mà gặp anh đại gia sơn xếp. Cũng cái từ cơm thằng tiếng sông nước này chứ đâu. Thế thì mày tử tế dữ chưa? Ê, mày tử tế dữ chưa? Ngày mai tiếng mày lên mà trả lời những cái câu của anh đó. Thì cứ chứng minh mình tử tế đi. Chứ bây giờ thật sự em lên em nói cái em là em nhỏ tuổi anh. Em nhỏ tuổi anh nhiều lắm. Anh em vậy là còn lịch sự đó. Cho anh đừng bao giờ mà lên không gian mạng mà mình cái như là tự cho rằng mình là tử tế, còn những người ngồi ở nhà nói là không tử tế. Em đang động chạm đến là rất nhiều người trong đó có anh, hiểu không? Cho nên hôm nay anh cũng nhẹ nhẹ xíu như vậy, mong rằng nó sẽ tới tay của Tiến. Còn nếu như hôm nay mà nó chưa tới tay em thì ngày mai anh bơm tiếp, anh bơm nước cũng tới tay thôi hả?